Tính chung 3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 43,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2016. Giá hàng hóa thế giới phục hồi đã góp phần nâng cao tốc độ tăng kim ngạch của xuất khẩu. Tuy nhiên, nếu loại trừ yếu tố giá, xuất khẩu 3 tháng vẫn tăng 6,7%, cho thấy lượng xuất khẩu cũng có sự cải thiện. Nhóm nhiên liệu khoáng sản có tốc độ tăng cao nhất là 43,5%. Kim ngạch nhóm này ước đạt 1,05 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 318 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ. Tăng trưởng được hỗ trợ chủ yếu nhờ yếu tố giá. Giá than tăng 46%, giá dầu thô tăng 64%, khí đốt hóa lỏng tăng 42%. Xuất khẩu dầu thô giảm 14,2% về lượng nhưng do giá tăng nên kim ngạch vẫn tăng 30,5%. Nhóm nông lâm thủy sản tiếp tục ghi nhận sự phục hồi và đóng góp tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu, đạt 5,46 tỷ đô la Mỹ, chiếm 12,5% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong nhóm này có 3 mặt hàng giảm về kim ngạch là gạo, tiêu và sắn. Thủy sản ghi nhận tốc độ tăng trưởng 6%, cao hơn so với mức 4,6% của cùng kỳ năm ngoái. Nhóm công nghiệp chế biến tiếp tục duy trì được mức tăng khá là 12,5% nhờ sự hỗ trợ của một số mặt hàng chủ lực như máy vi tính, sản phẩm điện tử, máy móc, thiết bị phụ tùng và dệt may.